em kia không biết đọc. Thì cái căng nốt ấy, đúng rồi, bạn bạn hỏi như thế là đúng đấy. Bởi vì nó như này nhá, cái trường hợp này, ví dụ ở trong cái ví dụ các bạn quay đi trong đô trưởng như này nhá, con thường thường có giải trong đô trưởng như này thì đúng là nó đây là cái câu hỏi cơ bản. Muốn đánh được có màu sắc ấy, thì nó lại liên quan đến là những cái hòa thành màu. Ví dụ đây là một cái nguyên tắc nhé, một nguyên tắc nó thực ra nó không phải là cái gì nó hàn lâm động. Đây là tôi đúc kết lại gọi nói để cho mọi người là hiểu ngay ấy, chứ để mà tìm hiểu sâu xa nó hơi khó. Thì ví dụ trong đôi trưởng này thì chúng ta muốn đánh màu sắc thì chúng ta có thể trưởng để chúng ta đổ thành miser, đánh thành miser, đô miser này đó. Được chưa? Hoặc là chúng ta có thể đổi thành là đô chín đấy, đô mi son đấy. Được chưa? Thì ví dụ như là đấy nhỉ, nó đang giải đô trưởng như này này, thì chúng ta đánh thành đô chín này, đó nó đổ màu, hoặc là chúng ta đánh thành đô major này. Thứ ấy, ví dụ đa thứ bình thường này thì chúng ta biến nó thành đa thứ bảy được nhá, chúng ta đổi nó thành đa thứ bảy được này, hoặc là chúng ta đánh thành đa thứ chín được này, đa thứ chín này, đây là đô chín này, la nhá. Bạn hiểu về hòa âm chưa, bạn biết tất cả về hòa âm chưa? Đây là đô trưởng này, chúng ta đổi thành là đô major này, à với đô chín này, hoặc chúng ta đổi thành đô major này. À, cái hợp âm màu ấy như này này, tất cả các hợp âm khác hợp âm cơ bản, hợp âm cơ khi nó xây dựng nhá, là khi nó xây dựng trên một hợp âm ấy, đây này, nó xây dựng trên một hợp âm nó sẽ như này nhá. Đây là hợp ba, hợp ba nguyên tắc xây dựng một hợp âm này, nó là ba nốt chồng lên nhau này. Thế nên khi nó có nốt thứ tư vào thì nó sẽ là nốt màu, à, nó sẽ tạo cái màu sắc. Được chưa? Hợp cơ bản nó là trưởng này, thứ này, đó, cơ bản là trưởng và thứ. Còn khi nó có thêm nốt tiếp theo vào, ví dụ nốt major này, nốt trưởng này, thêm một nốt major này, đấy, thì nó sẽ là hợp âm màu. Hoặc là thêm một nốt chín, đấy, major chín nó thành màu. Hoặc là đánh đô 13, đô 11 thì nó sẽ thành màu. Hoặc là 13, đấy là ví dụ vậy là. Bậc 5 này, đô 5 này, 7 này, đó, 8 này, 9 này, đó, thêm 9 vào đây, còn 11 này, 13 này. Thì khi, ví dụ chạy nhá, bây giờ mình tập, mình phải tập từ từ, mình tập cái 4 nốt trước, đó. Tập âm 4 nốt trước là, ví dụ đây, đô, mi, son, si, thì chạy đô bay rơi nhá. Bình thường nhé, mình đánh này, đô này, major đánh đủ 4 nốt này, nó có hai cái chạy, một là chúng ta chạy một tay nhé, một chúng ta chạy một tay này, chạy 1, 2, 3, 5, đánh 4, ngon đây nhé, 1, 2, 3, 5 để chạy này. Cách thứ hai là chúng ta sẽ chạy là cái ngón bên này này, chúng ta sẽ đánh vào nốt 1 và 3 nốt tiếp theo chúng ta đánh 1, 2, 3 này. Chạy này, đô mi son si, đô mi son si, đô mi son si, đó, thấy chưa? Thấy chưa? Ví dụ đấy là cái chạy hợp 4 nốt là chúng ta cứ cái tay trái là nếu mà không bấm được 4 nốt ấy thì tay trái chúng ta sẽ là bấm nốt 1, còn tay phải là chúng ta sẽ đánh là 3 nốt tiếp theo đó. Hoặc là la thứ 9 chẳng hạn nhé, hoặc la thứ 7 đi, đánh cho nó dễ nhé. Đây này, thì la thứ 7 này, la này, đây đánh la nhé, đây đổ mi son này là cách chúng ta
chạm. Hay quá, cái này nó hay. Thực ra mọi người là cứ đọc ở trên mạng cũng nhiều nhưng mọi người không hiểu dùng nó kiểu gì đâu. Đây là anh nói qua qua thế thôi. Hôm nay là... anh em vẫn chia sẻ cái cho đông đông vui vui thế nhỉ. Rồi thỉnh thoảng anh rỗi giao lưu tí. Bạn Huy anh hiểu vấn đề này chưa? À bạn Quang Tiến, Tiến Quang này. Cái pedal đấy nhá, cái pedal thì thực ra cái nguyên lý của pedal nó rất đơn giản thôi. Cái pedal nó là cái tác dụng là để vang. Thì có nhiều cái lý thuyết, sách lý thuyết ấy, người ta hướng dẫn là dậm vào đầu phách hay là dậm vào cuối phách hay là cái gì đó, nói chung là nó nhiều cái phong cách lắm. Nhưng mà ấy, theo một cái kinh nghiệm là đánh pedal này, nó một là nếu mà đánh cổ điển nhé, thì cái khi nào nó dùng pedal thì nó sẽ có cái ký hiệu pedal, không thì thôi. Thứ hai là lúc đánh nhạc nhẹ này thì pedal là tùy theo mình, ví dụ mình dẫm như thế này đấy thì nó vang, nhưng mình nhấc lên thì nó không vang nữa, đúng không ạ? Thì bây giờ mình chuyển từ hợp âm này, thì mình muốn ngắt đấy, chuyển từ hợp âm này chuyển vị sang hợp khác này, mình nhấc lên và mình đạp xuống này đấy, nhấc lên thì tay mình giữ này, xong mình đạp xuống đấy nhá. Ví dụ này, 1, 2, 3, 4 đúng vang này, 1, 2, 3, 4 và đánh thêm thì nó sẽ bị nhòe. Thì mình sẽ đánh như này này, 1, 2, ví dụ cái chân này là chân anh dẫm pedal nhé, ví dụ cái tay này là tay dẫm pedal này, thì mình dẫm xuống này này, dẫm nhá này, 1, 2, 3, 4. Bắt đầu mình chuyển hóa âm ấy. Ví dụ cái hóa âm mà mình chuyển hai phách thì mình cũng đánh hai phách thôi, chứ mình không đừng có cứ bốn mà mình đấy, 1, 2, 3, 4 chuyển, 1, 2, 3, 4 nhấc lên đấy, nhấc lên đánh xuống luôn, nhấc lên đánh xuống luôn. Thì để nhấc lên để tác dụng là nó ngắt cái vang đấy đi và nó tiếp tục cái vang mới. Nếu mà mình nhấc lên mà mình không đạp xuống ấy thì nó sẽ bị đứt cái đoạn vang cũ như này này. 2, 3, 4 tôi nhấc lên, số nước nó bị thô luôn. Khi bắt đầu mình di chuyển hòa âm hoặc là mình chuyển sang một cái ô nhịp mới ấy, thì mình sẽ nhấc lên và đạp xuống luôn, nhấc lên đạp xuống này, đạp vang này, nhấc lên đạp xuống luôn này, nhấc lên đạp xuống luôn này. Còn cái pedal ở bên trái ngoài cùng ấy thì nó để đây này, tác dụng này, nó đang tiếng nó đang bay gì nhé, ấn vào này, đấy, thấy không? Nó tối tối đi. Thì nó ví dụ nó dùng cái đoạn này, ví dụ xong nó đánh đoạn sau này đấy, đặt cái bên đoạn dưới này, đặt cái bên đoạn bên trái thì nó sẽ kêu này đó. Đấy. Đấy, thì nó có thể nghe này. Đàn cơ thì nó mới ảnh hưởng, đàn cơ nó để nó khóa tiếng, nó làm cho bé tiếng lại để mình tập nó không ảnh hưởng người khác. Bạn Quang Tiến hiểu chưa nhỉ? Anh em ấn vào chia sẻ cái cho nó vui nhộn nhịp đi. Sao bạn nào có thắc mắc gì hỏi? Ở đấy, thực ra nguyên tắc bên nào đấy, còn mọi kiểu
mình không hiểu là bây giờ người ta thấy như mà tất cả các sách vở người ta viết nó mình cũng đọc qua nó khó hiểu, nói chung là người ta viết hàn lâm quá. Mình chỉ hiểu đơn giản nhất là cái tác dụng nó là để va và mình ngắt làm sao để nó khéo, nó đừng để nhòe ở tay được. Anh em vợ chia sẻ mạnh đi để cho nó đỡ vui một tí. À, cái nốt đen á, có phải là em chơi các nốt đen nữa là vào các cao thủ chơi dày như này này, cái nốt đen ấy hay cái nốt trắng nó như nhau em nhé Huy nhé, cái nốt trắng này này nó đô thì nốt đen là nó gọi là nốt mở rộng, nó có thể là nốt thăng của đô nó dán vào đây thôi, còn các nốt tác dụng như nhau chứ không phải nốt đen mà nó dày hơn nốt trắng đúng không? Còn cái đánh dày ấy thì nó phải đánh là theo một cái chùm nốt hòa âm nhá, chứ không phải là mình đánh cái nốt đen thì nó dày hơn. Cái này cũng liên quan đến cả xếp hòa âm nữa. Ví dụ bình thường cũng là hòa âm đồ mình soi cái này, nhưng nếu mình xếp như này thì cũng hay rồi. Nhưng nếu mà có một cái xếp khác, đấy thì như nó khác rồi đúng không? Thì đấy là những cái hòa âm đơn giản, nhưng nó do cái cách xếp hòa âm của mình ấy, thì mình sẽ đánh nó sẽ dày hơn chứ không phải đánh nó đen nó dày hơn. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi, đánh là trùng nốt đấy hiểu chưa, chứ không phải bấm bừa đâu nhá. Ví dụ nó đánh ở đây là nốt đô, ví dụ là thứ nhất là em có căn bản về hòa âm. Cái hòa âm ấy thực ra như cái mọi người đang tìm hiểu là ví dụ như là đô trưởng đô thứ hay là hòa âm 7:3 ấy, cái đấy mọi người đang bị nhầm lẫn ở một cái như này này, đấy là hợp âm nhé, một cái hợp âm này. Còn hòa âm ấy là mình làm một cái hòa âm cho một bài hát, ví dụ cái bài lặng im, bài lặng im thì mình phối cái hòa âm, phối cái hợp âm đấy vào cái bài này để nó thành một cái hòa âm cho cái bài hát, được chưa? Chứ không phải mọi người cứ học là đô trưởng đô thứ rồi đô 7, đô 9 xong rồi ra bảo em học hòa âm. Không phải hòa âm là ví dụ bài, ví dụ bài đấy đấy, bài vừa giờ là bài gì thì quên mất tên rồi, nhưng mà để con tìm đấy, ví dụ bình thường nó đánh là đến là để pha son, nhưng mà ví dụ anh hòa âm đánh như này nhé, ví dụ là giang tấu là gì? Giang tấu nó là cái đoạn, nói chung là nó cái ngôn ngữ âm nhạc mà. Đây để nói đâu cái câu em hỏi cũng hay, giang tấu là gì?
thì ngoài giang tấu ra nó còn gọi là nhiều thứ khác em ạ. Nhưng trước khi anh giải thích cái này thì nó dễ rồi, anh nói các em hiểu ngay, nhưng mà trước khi anh giải thích thì anh nói cho mọi người nghe như này. Cái giang tấu hay là cái gì ấy, mình phải hiểu là mình đang học là cái âm nhạc của phương Tây, hiểu chưa? Thế thì cái âm nhạc của phương Tây, tất cả những cái ngôn ngữ âm nhạc phương Tây thì mình bắt đầu là các cụ thì mình mới dịch sang tiếng Việt, thì mỗi bố dịch một kiểu nhá. Có ngôn ngữ các bố là thích dịch kiểu gì là các bố dịch kiểu đấy thôi. Ví dụ như là anh có cãi nhau với một đứa mà nó không, rồi sau anh hỏi nó không làm gì với anh ấy, là cái nốt đen, à cái dấu nặng. Đó, bình thường thì người ta vẫn quen dấu nặng, nhưng mà hôm đấy thì anh quên, anh cũng nói nữa mồm, anh bảo là nó là cái nốt nặng. Thế nó quay theo nó phản đối anh, thì anh bảo là thế bây giờ nó có quy định cái dấu nặng ấy nhá. Cái từ tiếng Anh nó là ghi khác, từ chuyên môn nó ghi khác, nhưng dịch ra tiếng Việt thì bây giờ anh thích anh gọi là thằng nặng cũng được, đúng không? Thì anh gọi là cái nặng cũng được, cái dấu nặng cũng được, hay là cái con nặng cũng được, hay cái nốt nặng đen cũng được, nó muốn gọi là cái gì nó là. Thế được bắt bẻ ngôn ngữ thì cái giang tấu này này, giang tấu nó là một cái đoạn, nói chung là mình là đánh solo với như kiểu đoạn dạo giữa này, đấy, nó giang tấu, hiểu chưa? Có người gọi là đoạn solo, có người đoạn solo là độc solo ấy. Bây giờ cái từ solo nhiều người hiểu cũng bị sai nhá. Solo thì trong đúng là người ta gọi là một mình đấy, nhưng mà không có nghĩa là mình đánh đàn như này gọi mình đánh solo. Ví dụ đánh trong ban nhạc, cái khi mình đánh solo cái đoạn giang tấu ấy, gọi là giang tấu đánh solo ấy, thì lúc đấy ban nhạc sẽ đệm cho mình vào cái thằng piano hoặc là thằng kèn nào đó, nó sẽ ra thổi solo. Ví dụ đang đánh gì, kiểu rời ơi nó rỡi gì, nói chung là tùy, nó cứ ra cái đoạn giang tấu là được, hay là gọi là solo giữa ấy. Nó đánh như nào mình đánh đúng như đấy, còn sau này mình đánh được thì mình sẽ đánh ra kiểu khác của mình. Tại sao mình phải học cái đấy? Thì cái đấy ví dụ cái bài hát nó hàng nghìn bài cơ, em chỉ biết giỏi lắm em học thuộc được khoảng 100 bài cùng bao nhiêu, như anh ấy intro anh chỉ biết vài bài thôi. Còn ví dụ những bài lạ hoặc là đấy, mình chỉ nhìn hòa âm xong rồi mình bắt đầu mình solo ra đoạn dạo đó. Ví dụ bài vừa rồi chẳng hạn, hay bài ví dụ những bài như này, những bài như này nó cái đoạn dạo nó thành nó đi vào huyền thoại rồi thì cứ lấy ở nó thôi. Đấy là mình lấy luôn của nó, hoặc là mình không thích dạo đấy, ví dụ bài này mình không biết chẳng hạn thì mình sẽ dạo của khác. Giang tấu này thì em cũng phải giỏi về hòa âm thì em lấy ra giang tấu được, bởi vì em biết đọc hòa âm, em biết đi theo nốt. Nói chung là những cái mà mọi người đang học cái cơ bản đấy, nó ví dụ cái cơ bản của đệm hát thì nó là về tiết tấu này, về hòa âm đánh được này, và chạy ngón một vài câu, thế là xong cái phần cơ bản. Và cái phần nâng cao một chút ấy thì ví dụ tiết tấu mình đánh nó phải thay đổi liên tục. Nếu trong một bài, trong một đoạn ấy, mình đánh mà mình cứ dọc từ đầu đến cuối như này thì nó cũng chán. Dẫn từ đầu đến cuối mình để nó cũng chán, đúng chưa? Mà mình phải đánh thay đổi đi một tí. Em đã biết mà
ngày bên anh, nên là cơ bản là như thế đó. Thế là hay lắm rồi. Tìm anh đã nhưng nhối tình là bên em. Nhìn em yêu đấy là như vậy. Chứ mình đánh như thế thì nó đánh từ đầu đến cuối, nó rơi về nhà mình sẽ đánh đấy. Em đã biết bao ngày bên em, là anh đã nhưng nhối tình là yêu em. Anh em ấn chia sẻ lên cho đông vui thế nào, buồn quá nhỉ, ít nhiều quá.